Năm nay, Liên hoan phim quốc tế Hà Nội nhận được hơn 500 tác phẩm của gần 50 quốc gia và vùng lãnh thổ. Trong đó, điện ảnh Việt Nam sẽ góp mặt với 35 bộ phim trong các hạng mục khác nhau. Trong 5 ngày diễn ra liên hoan, từ 27 đến 31 tháng 10, sẽ có các hoạt động như công chiếu các tác phẩm tham dự liên hoan phim, hội thảo, tọa đàm chủ đề, tiêu điểm điện ảnh Ba Lan và kinh nghiệm thành công quốc tế của điện ảnh Iran, chờ dự án làm phim, trại sáng tác Hanif, triển lãm bối cảnh quay phim đặc sắc tại Việt Nam. Liên hoan là sự kiện văn hóa quy mô lớn nhằm vinh danh các tác phẩm điện ảnh xuất sắc, có giá trị nghệ thuật cao, giàu tính nhân văn, sáng tạo, khuyến khích những tài năng mới của điện ảnh, tôn vinh những tài năng nghệ thuật điện ảnh đích thực. Đây còn là cơ hội đưa phim Việt Nam vào thị trường điện ảnh quốc tế, góp phần quan trọng trong việc quảng bá hình ảnh đất nước Việt Nam tươi đẹp, mến khách.